Ngày 3 tháng 12, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, liên quan đến việc báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh Bệnh viện Thái Thượng Hoàng xây dựng sai phép, ông Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo làm rõ xử lý nghiêm. Theo đó, văn bản số 4986/VB/UBND/KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới, kiểm tra nội dung thông tin báo Sài Gòn Giải Phóng nêu và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cấp phép xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thái Thượng Hoàng Đồng Hới thuộc TTH Group, cốt móng ngang với các khu dân cư kề cạnh. Tuy nhiên, công trình này khi thi công đã xây móng cao gần 4 mét, dài hàng trăm mét, tạo thành bức tường chắn lũ, uy hiếp trường trung học cơ sở Phú Hải, các xí nghiệp, nhà máy, khu dân cư trên địa bàn phường Phú Hải, các khu vực trên cốt nền bằng đường quốc lộ 1A. Riêng móng nền phía sau của Bệnh viện Thái Thượng Hoàng xây sai phép gần 4 mét. Ngoài ra, người dân phản ánh công trình còn lắp mương nước rộng 4 mét chảy ra sông Lệ Kỳ, khiến nước lũ không lối thoát, gây ảnh hưởng dân sinh. Bệnh viện y tế đóng đó cho là ảnh hưởng nông dân là dưới hàng năm rửa dòng nước chảy của nông nghiệp, chứ nông nghiệp không bao giờ tổ mà làm ruộng được. Cho nên đề nghị đăng tên nghiên cứu, đăng tạo điều kiện cho tạp để dân đấy vô nửa đấy chứ con mình gì thì dân đòa rồi, hai là lụt rồi, mình cao quá. Về pháp lý đất đai, bệnh viện này đã được thuê đất đợt 1 với diện tích 34.559 m², hơn 2.000 m² còn lại trong diện tích dự án chưa được giao. Về nguyên tắc, số diện tích chưa được giao về pháp lý cần phong tỏa hiện trường, nhưng ban quản lý bệnh viện vẫn đổ đất thi công công trình.